Chiều qua tại trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai phối hợp với Tập đoàn Giáo dục Sushi Nhật Bản và Tập đoàn Giáo dục Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương đã tổ chức lễ công bố kết quả và trao chứng nhận cho 25 học sinh xuất sắc tại Đồng Nai đã vượt qua vòng thi viết học bổng Sushi Nhật Bản lần thứ 7. 25 học sinh xuất sắc thuộc 4 trường Trung học phổ thông của Đồng Nai gồm Lương Thế Vinh, Nam Hà, Long Thành, Long Khánh cùng hơn 700 học sinh khác của 19 tỉnh thành trong cả nước đã vượt qua hàng ngàn học sinh ở vòng thi viết. Đây là những học sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn và du học Nhật Bản vào tháng 10 tới, với các mức học bổng 30%, 50% và 100% học phí 4 năm chuyên ngành. Qua 7 năm thực hiện, Tập đoàn Giáo dục Sushi Nhật Bản đã trao hàng ngàn suất học bổng với tổng trị giá lên đến 1.000 tỷ đồng. Hàng chục học sinh sinh viên Việt Nam đạt được học bổng toàn phần trị giá lên đến 700 triệu đồng.